Hello mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã đến với quay lại với channel của mình. Mình là K71A đây, ok anh em. Thì hôm nay mình sẽ đi giải đáp thắc mắc cho anh em về từng nhân vật trong game và nó có lợi ích như thế nào và nó tượng trưng cho cái gì nha anh em. Anh em cùng đón chờ mình và cùng xem mình trong clip tiếp ở clip này. Anh em thấy hay hoặc là thấy ý nghĩa hoặc là anh em xem thì anh em nhớ cho mình xin một nút like vào video để cho video mình được nhiều người yêu thích và thích mến, và đừng quên là một đăng ký kênh nha anh em. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ vào từng vào phần nhân vật đấy, xong rồi mình sẽ đi kể cho mọi người là sự tích từng nhân vật. Đây à, mình sẽ kể từ từ nhân vật EQ Zayda nha. EQ Zayda đúng không? Ok. Đây. Thì Zayda này thì nói chung là mua bao nhiêu thì bây giờ là mình không biết, mình chỉ giải thích là gọi là cái trong ấy thôi. Đấy. Thì Zuki Zayda anh em nhá. Thì bởi hội những người yêu thích Jin. Đấy. Thì bạn này ở Nhật hay là trong phiên bản tiếng Anh là nhân vật chính tên tiếng Anh là Anime En Manga Yuji Zai. Đấy. Tên của cậu trong tiếng Nhật là một sự chơi chữ như là Jurai nghĩa là thiếu niên và Zuki nghĩa là can đảm. Đấy. Thì trong phiên bản tiếng Nhật Zuki được tổng tiếng Ken và Mizako, trong khi bản tiếng Anh thì được là Luka Gai và lồng tiếng. Đấy, tính cách là nhân vật chính của loạt phim. Đấy, Zuki trong suốt 3 mùa đầu tiên thì được thể hiện là một bài thủ gọi là tài năng, may mắn, vô tư, vui vẻ, yêu đời. Và cuối mùa 3 thì Zuki đã khám phá ra kiếp trước của mình là một vị vua độc ác và sử dụng sức mạnh bóng tối. Vì vậy cậu trở nên là nghiêm túc và lạnh lùng hơn. Đấy, cũng như là mất đi sự yêu thích đấu bài của mình. Thì sau một thời gian thì sống với tính cách này thì bạn của cậu là Kenny Asuka giúp Zuki trở lại bình thường và phục hồi yêu thích đấu bài của mình, dù cậu vẫn là khá nghiêm túc so với trước. Đấy, Yuki cũng là một chú ý với câu khẩu hiệu là Get You Won. Đấy. Thì sức mạnh và năng lực là Yuki là khả năng giao tiếp với lại quái cú trong lá bài này. Và sau khi dung hợp với Yuki, Yuki sức mạnh vượt qua khả năng của người bình người thường. Đấy. Bao gồm việc miễn dịch với khôi miên và cách cuộc tấn công tinh thần khác. Đấy. Thì bộ bài đầu tiên của học viện là Yuki sử dụng bộ bài là Enlen Mita Hejo. Đấy, tức là anh hùng nguyên tố. Tức là anh hùng nguyên tố nhá. Thì chứa các quái thú cũng như là các ma pháp các bẫy hỗ trợ chúng và lá bài quái thú đồng hành. Đấy. Windy Club mà cậu nhận gì đấy. Thì thiết kế các lá bài thì sẽ bắt nguồn từ truyện tranh Hoa Kỳ. Đấy, trong khi thiết kế của Neo Geo bắt nguồn là từ Nhật Bản. Đấy, anh em hiểu không? Thì chiến thuật của Yuki là sử dụng hình thức là dung hợp khác nhau Elenta Hezo. Trong suốt loạt phim thì các hình thức dung hợp giữa Elama và Hezo được với nhau được tiết lộ, khiến cho lá bài trở nên rất là quan trọng trong bộ bài của Yuki. Đấy, cậu cũng được sử dụng các lá bài có tác dụng dung hợp như ma pháp này, môi trường Foxy này. Đấy, trong trường hợp là có Polymerization trong tay. Đấy. Thì các lá bài thì hỗ trợ thì element Hezo như ma pháp, môi trường. Đấy. Thì cao ốc trời và các lá bài trong bộ bài giúp Yuki nhanh chóng là giành chiến thắng cho dù là đang ở trong tình huống hoặc là ngặt nghèo nào, anh em hiểu không? Thì sau trận đấu thì lá bài thì thứ hai với Aset thì toàn bộ lá bài của Yuki bị xóa trắng mắt do
sức mạnh của Stazomus đấy. Vì không để sử dụng bộ bài Mizuniki đã sử dụng bài mới trong một lá cậu đã tự tạo nên và nhỏ trong cuộc thi của Kalabisuka. Khi cậu có thể nhìn thấy các lá bài cũ của mình, cậu đã kết hợp các thành phần từ hai bộ bài mới, bộ bài Neo đấy. Nói chung là khi Yuffie là sử dụng là các lá bài gọi là hiện số sao của các kiểu gì đấy trở lại bình thường, không hiểu không? Thì tiếp theo là đây, tiếp theo là con Yuki Judai này là một con bài gọi là đấy, mình giải thích rồi, là con quái thú mà nhìn nó rất là đáng yêu khi mà nó có hai cái cánh và hai cái mắt và hai cái chân, em thấy không? Thì tiếp theo là mình giới thiệu là về Kaiba, đúng không? Thì đây thì mình Kaiba cho mọi người cho nó hiểu rõ nhiều thêm. Đây nha. Ok ba. Đấy nha. Thì anh em nhìn tiếp theo là nhân vật Kaiba này. Nhân vật Kaiba này thì có hai cái mắt này, rất là ghê và có con rồng xanh các kiểu con nào kiểu đấy. Thì con Kaiba này là một nhân vật kiêu ngạo và luôn tự cho mình là trung tâm đấy, anh là một trong những Dailit mạnh nhất xuyên suốt bộ truyện từ đầu chí cuối đấy. Quân bài này thích nhất là của Kaiba Seo Tốt là quân rồng trắng mắt xanh, nhưng mà con rồng này thì nó là rồng xanh đấy, em hiểu chưa? Nên là nói về Kaiba thì trong anime thì bao giờ cũng diễn tả anh không có sự kính cẩn đối với người khác, tức là rất là kiêu ngạo, không bao giờ gọi là chăm chỉ các kiểu đối với người khác đấy. Thì anh ta sử dụng những từ ngữ khoe khoang tự cho mình là gọi anh ta luôn coi thường Yugi đây, tức là Kaiba này thì luôn coi thường Yugi nha đấy, luôn coi thường anh ta và bạn bè của Yugi, đặc biệt là Katasuzika. Chưa ra mắt à, còn nhân vật bạn của lại Yugi là chưa ra mắt đấy, khi thu trận thì về cái phần mà về quá khứ hay là về các kiểu thì mọi người của này thì mọi người cùng đón xem mình trong tập 2 nhá, thì mình sẽ giới thiệu một bài này nó sẽ nhiều hơn và tập trung hơn cho mọi người. Ok mọi người, xin chào mọi người nhớ cho mình xin một like, một đăng ký và một chia sẻ cái clip này rộng rãi nhá.